quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 8 tháng 7 năm 1988 với chủ đề Lực lượng vạn năng ở đâu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14. Quý vị có biết bài Tán Lư Hương không? Khi chúng ta tụng bài này, có nghĩa là mời Phật Bồ Tát đến đây. Ý nói Phật Bồ Tát là thánh nhân, là người đại tu hành, là đại đạo gia, không nhất định chỉ thỉnh mời minh sư của Phật giáo không thôi. Nghe hiểu không? Chúa Giêsu Kitô nghe bài tán này, Ngài cũng đến. Quý vị đến đây không nên căng thẳng quá, đừng quá ao ước muốn nghe tôi thuyết pháp. Mỗi ngày tôi thuyết pháp rất nhiều, dùng mắt thuyết pháp là mãnh liệt nhất, nhưng vì tai của quý vị còn lớn hơn mắt, cho nên thích dùng tai để nghe hơn. Nghe bao nhiêu cũng không đủ. Khi quý vị đến nhìn tôi, có nghĩa là đã nghe kinh, đừng nghe ngôn ngữ vật chất này hoài. Bây giờ nên để tâm thông thả, tụng bài kệ. Tụng bài kệ cũng có thể thành Phật tương lai. Phải thành tâm cầu nguyện Phật trời đến. Còn bài tán A-di-đà Phật là do một người thấy được hóa thân của Ngài A-di-đà viết xuống để tán thán. Người này thấy Phật có thân vàng, ý nói thân của Ngài phát ra ánh sáng màu vàng kim óng ánh như vàng vậy, và không sao bàn luận được tướng tốt quang minh của Ngài. Ngài phóng ra ánh sáng màu trắng, uyển chuyển nhưng rất lớn. Rất sáng và rất mạnh như núi Tu Di vậy, mắt của Ngài lớn như bốn biển. Khi chúng ta nhìn thấy Ngài, có lẽ sẽ chết đuối. Phải học bơi trước, để có thể nhìn Phật A-di-đà, nhìn một lần là bị chết đuối ngay. Mắt của Ngài lớn như bốn biển, cho nên chúng ta không thể dùng đầu óc phàm phu đến gặp Phật A-di-đà. Muốn gặp Ngài thì phải tập bơi trước, phải đem theo cái phao. Rồi như có rớt vào mắt của Ngài, thì cũng có thể tiếp tục còn sống. Ngài phóng ra hào quang, trong đó hóa sanh rất nhiều Phật Bồ Tát. Các Ngài hóa sanh ra, để đi độ chúng sanh. Vì vậy, Phật A-di-đà phóng hào quang là ý nghĩa đó. Chúng ta gặp được một vị minh sư, tức là gặp được một tia sáng của Phật A-di-đà. Nghe hiểu không? Bởi vì mỗi sát na, Ngài đều phóng hào quang chiếu rọi tới chúng sanh. Trong ánh sáng đó, Ngài hóa ra vô số ức Phật, có nghĩa là không sao đếm được. Phật A-di-đà phóng ra vô lượng quang, ánh sáng của Ngài không thể đo lường được. Đương nhiên, Phật Bồ-Tát từ trong ánh sáng đó cũng không thể đo lường. Bởi thế, chúng ta không nên nói ngoa rằng chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật mà thôi. Mấy ngàn năm, chỉ có một mình Ngài xuống độ chúng sanh một lần, rồi cứ đợi đến mấy ngàn năm sau mới có Phật Di Lặc xuống độ, rồi phải đợi rất lâu mới có một vị Phật khác xuống độ chúng sanh. Phật và Bồ Tát có đến vô số ức, làm sao mấy ngàn năm mới xuống một lần? Nói điều đó rất là vô lý, làm cho chúng sanh không còn hy vọng nữa. Tôi không thích cách nói vô ý thức đó, cho nên đi đến đâu tôi cũng nói với mọi người rằng có Bồ Tát tại thế. Quý vị có tin không? Nếu thế giới này không có Phật Bồ Tát tại thế, chúng ta thật sự chẳng còn hy vọng gì nữa. Chúng ta sẽ xuống địa ngục hết, tôi nói thật như vậy đó. Bởi vì bất cứ chúng ta làm gì, cũng không thoát lìa bể khổ, làm gì cũng còn nằm trong tam giới. Vì chúng ta chỉ làm bằng đầu óc phàm phu, bị nghiệp chướng lôi kéo, và bị nhân quả khống trị, thì làm sao chúng ta có thể làm được việc thiện lành gì đây? Cho nên, Bồ Đề Đạt Ma nói với vua Lương Võ Đế là cất chùa cũng không có ích lợi gì, cúng dường tam bảo cũng không có công đức. Nếu chúng ta đọc kỹ kinh điển, cũng thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Chúa Giêsu Kitô, Khổng Tử, Lão Tử, v.v.
đều nói như nhau. Các ngài cũng khuyên chúng ta làm việc thiện, dạy bố thí, dạy làm những chuyện tốt, làm người đạo đức. Nhưng đó chỉ là điều phụ. Điều chánh là dạy chúng ta làm sao tìm được bản lai diện mục, dạy chúng ta biết được lực lượng vạn năng, lực lượng thượng đế, và nhận biết được thiên quốc bên trong của chúng ta. Người nào không nhận biết được thiên quốc bên trong, dù có làm việc gì cũng không được hoàn mỹ. Càng làm việc tốt, càng bị ràng buộc trong tam giới này. Vì chúng ta làm những việc này bằng đầu óc phàm phu, không dùng đến trí huệ, cho nên phước báu chỉ có hạn. Nếu chúng ta dùng trí huệ làm, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức. Phải tìm cho được trí huệ trước, rồi mới thực sự hiểu làm việc gì tốt và việc gì xấu. Còn bây giờ, chúng ta làm mà chẳng biết đó là tốt hay không. Cho nên hôm qua có người hỏi tôi, đương nhiên chúng ta phải giúp đỡ người, nhưng làm sao biết được như vậy là có xen vào nhân quả của người ta hay không? Có đem phiền phức đến cho mình hay không? Đây là câu hỏi rất thông minh, rất khai ngộ. Người có khai ngộ một chút mới có thể hỏi câu hỏi này, hoặc đã có nghe tôi thuyết pháp vài lần rồi. Tôi đã giảng là giúp đỡ người khác, đôi khi chưa phải thật sự là giúp đỡ họ, mà vô tình xen vào nhân quả của họ và đem lại phiền phức cho mình. Nhân quả này rất là lợi hại. Xưa kia có một người tu hành, tuy tu hành chưa thành Phật, nhưng đã biết được tâm niệm của động vật. Một ngày kia, người này dạo bộ và thấy một con trùng bị đàn kiến bu cắn. Người này động lòng từ bi, đuổi đàn kiến đi và phóng sanh con trùng. Tối hôm đó, người này về tọa thiền, thấy đàn kiến đến cắn mình và la mắng người này, sao lại xen vào nhân quả của chúng. Chúng không cắn được con trùng đó, cho nên bây giờ đến cắn lại người tu hành này. Ý nói là linh thể của đàn kiến cắn, chứ không phải có đàn kiến thật, nhưng có thể cảm giác được. Giống như chúng ta nằm mơ, thấy có người đến giết hoặc đánh chúng ta, và chúng ta cảm thấy có sự đau đớn, buồn khổ và sự chết giống như thật. Khi thức dậy thì không còn cảm giác đó nữa. Cho nên, nhân quả rất là lợi hại. Ngay cả Phật Bồ Tát xuống độ chúng sanh cũng là một cách thức xen vào nhân quả. Giả sử không có Phật Bồ Tát xuống, người đó phải trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau mới có thể khai ngộ, hiểu không? Nhưng tự nhiên có vị Bồ Tát, vị Minh Sư tại thế, xuất hiện giảng đạo lý, và người này nghe hiểu, nôn nóng muốn học con đường nhanh chóng đó, thì vị Bồ Tát hoặc vị Minh Sư sẽ dạy cho người này. Đương nhiên, ngài phải gánh chịu nghiệp quả của người này. Giống như vị bác sĩ phải chịu khổ cực làm việc, có lúc đã quá giờ trực, nhưng cũng phải làm để cứu bệnh nhân. Có lúc cũng không phải vì tiền. Bác sĩ làm việc trong bệnh viện công cộng, tiền lương cũng không được bao nhiêu, ngoại trừ mở phòng mạch tư ở ngoài. Có khi họ về nhà rất khuya vì bệnh nhân vẫn còn cần. Họ làm việc ngoài giờ phận sự của họ. Đa số bác sĩ có lòng từ bi, cho nên họ mới chọn ngành này. Còn Phật Bồ Tát cũng có đặc tính đó, nhưng tâm của các ngài rộng lớn hơn. Các ngài không những chỉ cứu thể xác, mà còn cứu cả linh hồn, để được vĩnh viễn sống lâu không già. Cho nên vị Bồ Tát đến thế giới Ta Bà cứu người, cũng phải gánh nghiệp chướng. Vì vậy, không có vị đại sư nào đến đây được lành mạnh. Chúng ta thấy, như vị Hòa Thượng Quảng Khâm không được khỏe. Đời sống của Chúa Giê-xu Ki-tô cũng không được nhàn hạ và thoải mái. Cũng có người đến sức thuốc, đấm lưng, thoa bóp cho ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni ngày tối cũng có bệnh như nhức đầu, đau lưng, đau bụng, sai A Nan đi xin sữa cho ngài uống. Đó là một trong những câu chuyện mà chúng ta biết, không phải chỉ có ngày đó ngài bị như vậy. Vì hôm đó tình cờ gặp đại sư Duy Ma Cật nên câu chuyện xin sữa uống này được thuật lại. Nếu không, chúng ta cũng không biết là sức khỏe của Phật Thích Ca Mâu Ni yếu kém. Chúng ta đọc kinh
biết được Ngài thường hay bị nhức đầu. Sau cùng, vì ăn trúng loại nấm có độc, nên bị đau bụng rồi vãng sanh. Trước khi ăn, Ngài đã biết trước, nhưng Ngài vẫn phải ăn, vì Ngài biết rằng đó là nghiệp chướng của Ngài phải gánh chịu, nhưng Ngài cũng có thể tránh được. Còn đời sống của tôn giả Milarepa cũng không được an nhàn gì. Từ lúc bắt đầu tu hành, cho đến khi thành đạo, và đến sau này cũng không được thoải mái. Nào là bị người ta vu cáo, bị giết hại, bị rất nhiều chuyện và thân thể Ngài cũng không được khỏe lắm. Không có gì để ăn, không có y phục để mặc. Ăn cỏ xanh, đến nỗi toàn thân mọc lông xanh. Có người đến hỏi, Ngài là ma hay là người? Nếu là người, sao lại mọc lông xanh? Vì Ngài ăn những thứ rau hoang dại, nhìn con người Ngài như là sâu bọ vậy. Nếu chúng ta ăn toàn là rau dại, thì cũng giống như vậy, vì không đủ dinh dưỡng. Tuy không đủ dinh dưỡng, nhưng Ngài vẫn tu hành rất cao thâm, cho nên chúng ta thấy lực lượng vạn năng này kinh khủng như thế nào. Ngài ở một mình trên Hy Mã Lạp Sơn, không có gì để ăn, không có y phục để mặc. Có lúc tuyết rơi liên tục 3 tháng, đường đi bị bít lối, Ngài không có gì để ăn, nhưng vẫn không sao hết. Ngài không có gì để mặc, nhưng cũng không chết. Đó là nhờ ai chăm sóc? Là nhờ lực lượng Quán Âm, lực lượng Phật Bồ Tát, lực lượng của Bản Lai Diện Mục, lực lượng vạn năng của mình. Lúc đó, lực lượng vạn năng của Ngài đã khai mở. Khi lực lượng vạn năng của chúng ta đã khai mở, thì nó luôn luôn chăm sóc chúng ta. Bất cứ đi đâu, bất cứ làm gì, nó cũng sẽ ở một bên chăm sóc chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ không làm gì sai trái. Đầu óc chúng ta vốn cũng là do lực lượng vạn năng điều khiển, nhưng vì đầu óc đã bị hư, không được sửa chữa, hoặc vì chúng ta không bấm đúng nút, cho nên lực lượng này phát triển không được hoàn toàn. Thí dụ, có một máy thâu âm, có nhiều nút vặn trên đó, có nút điều khiển âm thanh, có nút để dò đài, vân vân. Nếu chúng ta bấm lộn nút, hoặc chúng ta không biết chọn đài, thì không thể nghe được. Đài phát thanh tuy có phát âm rất rõ, nhưng máy thu thanh của chúng ta bị hư, hoặc không biết điều khiển nó, càng rờ bẫy thì âm thanh càng khó nghe hơn. Lâu lâu nghe được một chút, nhưng rồi lại mất tiếng. Đó là vấn đề lầm lẫn của chúng ta. Chúng ta có lực lượng vạn năng này, nếu chúng ta không biết dùng, thì chỉ như người khờ dại mà thôi. Chúng ta nhất định đã có lực lượng vạn năng này. Nếu không, làm sao chúng ta có thể phát minh ra những công cụ tân tiến cho thế giới sống được thoải mái thêm, vui sướng thêm, càng lúc càng được văn minh hơn? Chúng ta chắc chắn có lực lượng vạn năng này. Nếu không, làm sao chúng ta biết suy nghĩ, biết nói chuyện, biết đọc sách, hiểu được? Đầu óc chúng ta chỉ là một công cụ, và lực lượng vạn năng của chúng ta dùng nó để thí nghiệm thế giới ta bà này. Như chiếc xe do chủ nhân lái, chứ không phải chiếc xe tự nó chạy được. Máy bay hoặc bất cứ các máy móc khác đều phải có người điều khiển nó mới phát động được. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ lực lượng này là ai. Nó tức là chúng ta. Chúng ta là vạn năng. Vì thế, mới nói chúng sanh có Phật tánh. Không có chúng sanh thì không có Phật. Chúng sanh là Phật, nhưng chỉ không nhận biết mà thôi. Vì vậy, mới nói thiên quốc bên trong chúng ta. Thượng đế ngự bên trong chúng ta nghĩa là như vậy. Người xưa không nói láo. Kinh điển chỉ là một thứ ngôn ngữ đã chết. Chúng ta chỉ tham khảo nó thôi, mà đã mừng rỡ vô cùng tận rồi. Kinh điển không thể truyền pháp cho chúng ta, cũng không thể dẫn chúng ta đến cảnh giới cao đẳng. Không thể nào hướng dẫn chúng ta tìm Phật tâm ở đâu, và cũng không thể nào chỉ chúng ta làm sao để dùng lực lượng vạn năng này. Vậy mà khi chúng ta đọc kinh điển đã cảm thấy hết sức vui mừng, rất sung sướng, rất có dũng khí, phải không? Huống chi là khi chúng ta tìm được cái tinh hoa mà trong kinh điển đã nói
thứ lực lượng chân thật mà kinh điển giới thiệu. Bởi thế, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được mà chúng ta cần phải biết. Nếu như chúng ta không hiểu điều này, thì còn điều gì đáng để được chúng ta hiểu hơn? Những gì vĩ đại nhất mà chúng ta còn không muốn biết, thì trên thế giới này còn điều gì đáng để chúng ta muốn biết đến? Chúng ta thật sự phá hoại tài sản vĩ đại để đi tìm một vài đồng xu. Chúng ta hiềm khích với gia đình, hoặc làm cho gia đình tan nát, hỗn loạn chỉ vì muốn kiếm lại một vài đồng đã đánh mất hôm qua. Như vậy uổng quá. Khi tìm được lực lượng vạn năng này, chúng ta sẽ tìm được bất cứ mọi sự việc. Nếu chưa tìm được lực lượng vạn năng này, chúng ta sẽ mất hết mọi điều, luôn cả linh hồn của chúng ta cũng bị tiêu tan. Cho nên Thánh Kinh mới nói, nếu có người có thể cai trị toàn cả thế giới, nhưng không nhận biết được linh hồn của mình, hoặc đánh mất linh hồn của mình, thì có ích lợi gì? Ý là như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy chúng ta phải nhận biết Phật tâm của mình. Điều quan trọng nhất là hãy mau mau tu hành để nhận biết Phật tâm. Thời đó tại Ấn Độ, con đường dễ nhất là xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni và học với Ngài, sống một cuộc đời rất thanh tịnh để tìm Thượng Đế, tìm lực lượng vạn năng của mình. Chính vì vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni không những đích thân xuất gia, đích thân cầu đạo, mà còn khuyên người con trai mới có 9 tuổi của Ngài hãy bỏ thế gian để xuất gia cùng Ngài. Đối với Ngài, thế giới này không có gì là quan trọng hơn là xuất gia cầu đạo. Cho nên, Ngài mới khuyên người con trai duy nhất mới được 9 tuổi này hãy bỏ hoàng cung, xả bỏ thế giới và tất cả tài sản để theo Ngài tìm tài sản của thiên quốc. Vì đứa con trai hỏi Ngài là di sản của nó ở đâu, nó muốn di sản của cha nó. Cha nó mới bảo, hãy theo cha, rồi sẽ chỉ cho. Chúng ta cũng đã có sẵn di sản này rồi. Không phải chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni có thể cho chúng ta thứ đó. Chỉ cần có người chỉ cho chúng ta biết làm sao dùng nó là chúng ta biết ngay. Giống như chúng ta đã được cha mẹ để lại rất nhiều tài sản, nhưng cũng có nhiều thứ mà chúng ta không nhận biết được. Nào là đồ cổ vô giá, nào là những công cụ mà chúng ta không biết cách dùng, cho nên cần phải có một người, mà người này có thể là người quản lý, trước kia rất thân thuộc với cha mẹ chúng ta. Việc gì họ cũng biết, có thể dạy chúng ta, không nhất định người này phải là một nhân vật quan trọng. Đôi khi vua vãng sanh, hoàng tử còn quá nhỏ, việc triều chánh trong triều đình do vị đại thần đảm trách. Và có bổn phận từ từ dạy dỗ hoàng tử cách xử lý công việc cho đến khi trưởng thành. Vị đại thần này không thể biến đứa bé đó thành hoàng tử ngay. Đứa bé đó vốn đã là hoàng tử rồi, chỉ vì hãy còn quá nhỏ tuổi nên không biết ngôi vị của mình là hoàng tử, không biết giá trị và quyền năng của mình ở đâu. Vì vị đại thần này biết rõ thân phận nên nói lại cho vị hoàng tử này biết. Cùng nghĩa đó, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Ngài không phải là mặt trăng, nhưng nếu nhìn theo ngón tay của Ngài chỉ, thì sẽ nhìn thấy mặt trăng. Cho nên, quý vị không cần phải tán thán tôi là ai, là Phật hoặc không phải là Phật, là Bồ Tát hay là không phải. Điều đó không quan hệ gì, chỉ cần Ngài biết con đường mà Ngài đã đi qua và dẫn chúng ta đi là được rồi. Chỉ cần Ngài có chìa khóa, có thể giúp chúng ta mở tài sản của chúng ta là được rồi. Đó là lý do tại sao tôi không cần quý vị đảnh lễ tôi. Quý vị đồng tu biết điều này. Tôi không bao giờ bảo quý vị làm thế. Một lạy cũng không được, hiểu không? Vì chúng ta đều bình đẳng, đều có cùng một tài sản. Tôi đã tìm được, và quý vị chốc nữa cũng sẽ tìm được mà thôi. Đều như nhau, không cần phải đảnh lễ ai, không có gì là minh sư, không có thầy, không có Phật, không có Bồ Tát gì hết.
nhưng vì chúng sanh, cần có những danh từ tuyệt mỹ, cao cả, những danh từ họ tự chế ra, để tự họ tán thán ca ngợi những người đó, để cho bạn của họ hiểu họ muốn nói gì. Nếu không, đối với tôi làm Phật hoặc không làm Phật đều như nhau. Nếu quý vị không tin, hãy mau mau thành Phật rồi sẽ biết. Khi chúng ta khai ngộ rồi, hoặc khai ngộ được một chút, thì chúng ta sẽ hiểu những danh từ đó không có ý nghĩa gì hết, không có gì là quan trọng cả. Thế giới vốn vô sự, cho nên làm Phật hoặc không làm Phật, thật sự không có ý nghĩa gì hết. Nhưng vì dùng ngôn ngữ thế giới này, nên có những danh từ trừu tượng đó để người ta nhận biết được. Vì chúng ta muốn thành Phật, cho nên nói là muốn thành Phật thì phải như thế nào? Đã có người thành Phật, thành Bồ Tát rồi để khuyến khích người ta tu hành. Nếu không, thì những người cầu đạo sẽ phải nương tựa vào đâu? Giả sử như tôi không thể thành Phật, không có ai thành Phật, tu pháp môn Quán Âm, chẳng ai thành Phật được, thì còn gì để nói nữa đây? Cho nên tôi nói, thật sự là có thể thành Phật được, chính thật là như vậy. Nhưng thành Phật, đối với người đã thành rồi, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ không cần những danh xưng địa vị đó. Như quý vị thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật rồi thì Ngài làm gì? Ngài ăn, ngủ, nghỉ ngơi, cầm bình bát, tọa thiền, giống như trước kia. Không phải khi thành Phật rồi là mặc đồ đẹp nhất để tuyên dương mình là Phật. Thôi, bây giờ ai muốn thành Phật, có thể từ từ hỏi câu hỏi đi. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 8 tháng 7 năm 1988 với chủ đề Lực lượng vạn năng ở đâu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14.